Tập 12 Đấu La Đại Lục phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn, Học viện Đại Nhất, Sử Lai Khắc Học viện. Bối Bối nói xong liền cùng với Đường Nhã dẫn Hoắc Vũ Hạo đi. Cách đó không xa, một học viên mới quay sang hỏi tên đệ tử vừa sát hạch hắn. Học trưởng, vị học trưởng vừa rồi là ai thế? Đó là Bối sư huynh, hắn tên là Bối Bối, nhưng mọi người thường gọi hắn là Phích Lịch Bối Bối. Hắn có thú vũ hồn đỉnh cấp, làm điện bá vương long. 13 tuổi đã đột phá là cấp 30, nghe nói hiện tại có thể hắn là gần đến 40 cấp rồi. Khoảng 2 năm nữa là đột phá trở thành hồn tông. Là một trong những người xả tại ngoại viện, nếu không vì Đường Nhã học muối. Với thực lực của Bối Bối sư huynh, có lẽ là sớm đã khảo hạch vào trong lớp 5 rồi. Nếu hắn đột phá được cấp 40 thì khảo hạch của lớp 6 chưa chắc là đã làm khó được hắn. Bối sư huynh chẳng những là có thực lực, còn luôn giúp đỡ mọi người, có thể nói là người được yêu mến nhất tại ngoại viện. Ở ngoại viện này, Bối sư huynh là người trọng mộng của rất nhiều lũ đệ tử. Nhưng người hắn yêu duy nhất chỉ là Đường Nhã học muội, hắn viên làng đã cự tuyệt không biết bao nhiêu học tí, học muội. Nghe nói có mấy sư tỷ trong nội viện cũng là có cảm tình với hắn nữa. Ai cũng nói, cùng lắm là 2 năm nữa, Bối Bối sư huynh nhất định là có thể tiến vào nội viện. Bối Bối và Đường Nhã dẫn Hoắc Vũ Hạo vào trong học viện của Sử Lai Khắc. Nơi này khác hẳn so với tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo. Khuôn viên rộng lớn, khung cảnh tuyệt đẹp, thảm cỏ khắp nơi, không khí trong lành tươi mát. Đi ở trên đường nhìn đâu đâu cũng là thấy cây cối xùm, những thực vật này rõ ràng là luôn được chăm sóc cẩn thận. Đi về trước 200 thước, đập vào tầm mắt của bọn họ là một tòa pho tượng rất là lớn. Ở đây có tổng cộng là 10 pho tượng, tất cả đều là cao khoảng 10 thước và hoàn toàn là được làm bằng đá hoa cương cứng rắn nhất. Hàng đầu tiên thì có 3 pho tượng. Pho tượng ở giữa là một lão giả mang kính, miệng nở nụ cười, dáng người hơi mập, nhìn qua rất là phúc hậu. Bối Bối chỉ vào Hoắc Vũ Hạo rồi nói, vì ở giữa chính là người sáng lập ra học viện Sử Lai Khắc, cũng là viện trưởng đầu tiên, Vấn Lan Đức. Người bên trái hẳn là một trong những tổ tiên của ta, là người sáng tạo cơ sở giảng dạy cho các hệ vũ hồn. Chính là giáo sư Ngọc Tiểu Cương, danh xưng là đại sư, mẫu thân của ta chính là trực hệ của người. Người con gái bên cạnh cũng là tổ tiên của ta, Liễu Nhị Long, cũng là vợ của đại sư. Hai vợ chồng bọn họ và viện trưởng Phấn Lan Đức hợp lại thành Hoàng Kim Thiết Tam Giáp. Nếu nói viện trưởng Phấn Lan Đức là người sáng tạo ra học viện, với hai người kia chính là những người đã bồi dưỡng ra Sử Lai Khắc thất quái. Vì đại sư nhìn qua là một trung liên gầy yếu, còn lữ tử lại là có phong tử yếu điệu. Phía sau ba người là 7 pho tượng. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy pho tượng đầu tiên lập tức là mỉm cười. Đây là một gã thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đặc biệt nhất là đôi mắt trên trán hiện lên chữ vương, tuy chỉ là một pho tượng nhưng mà khí thế vô cùng là cường đại. 7 pho tượng phía sau Hoàng Kim Thiết Tam Giáp chính là Sử Lai Khắc thất quái. Người đứng đầu là lão đại Bạch Hổ Đấu La Đới Mộc Bạch, và vị thứ hai là Hương Tràng Đấu La Áo Tử Táp. Thứ ba chính là tổ tiên của đường môn chúng ta, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam. Trong 7 người, Đường Tam là anh tuấn nhất, một mái tóc màu lam phiên giật, trang phục đơn giản. Trên pho tượng còn có làm sắc đẳng mặn của võ hồn làm ngân tạo không ngừng xoay quanh. Khóe miệng là làm mỉm cười bình thản, ánh mắt chỉ là hướng về phía lữ tử thứ 5 trong thất quái. Người thứ tư chính là Tà Hỏa Phượng Hoàng Đấu La Mã Hồng Tuấn. Vị thứ 5 chính là thê tử của Thiên Thủ Đấu La, Nhu Cốt Đấu La Tiểu Vũ. Nghe nói người chính là một thập vạn liên hồn thú tu luyện thành người. Người thứ 6 là hồn sư phụ trợ cực mạnh Cửa Bảo Đấu La Chữ Vinh Vinh, cũng là thê tử của Hương Tràng Đấu La. Vị cuối cùng là U Minh Đấu La Chủ Trúc Thanh, là thê tử của Bạch Hổ Đấu La Đới Mộc Bạch. 7 pho tượng tuy hình thể khác nhau nhưng đều là hiện ra ký tức cường đại của phong hào Đấu La. Ánh mắt Đường Nhã dừng lại trước pho tượng của Thiên Thủ Đấu La Đường Tam. Sau đời thất quá Sử Lai Khắc, ngàn vạn năm trôi qua, học viện Sử Lai Khắc xuất hiện vô vàn thiên tài cường giả, nhưng số lượng pho tượng vẫn là chỉ là 10, không hề tăng thêm. Bối Bối giới thiệu với Hoắc Vũ Hạo rồi nói, từ đây bắt đầu chia đường, bên trái là phân viện vũ hồn, bên phải là phân viện hồn đạo. Đây cũng là hai đại phân bộ của học viện Sử Lai Khắc, nói một cách tương đối. Phân viện vũ hồn lớn hơn phân viện hồn đạo một ít, trong phân viện vũ hồn lại là phân chia nhiều hệ. Trước tiên chúng ta đến phân viện vũ hồn báo danh, phải thông qua sát hạch mới là có tư cách báo danh phân biệt hồn đạo. Ánh mắt của Vũ Hạo còn lưu luyến trên 10 pho tượng, trong đầu hồi tưởng đến truyền thuyết mà mẫu thân tưởng nghe qua, từng đạo cảm giác xung động không ngừng xuất hiện. Phía trái pho tượng là một con đường lớn, đủ để 4-5 xe ngựa đi qua cùng một lúc. Ven đường còn có một tấm bảng hướng dẫn viết 4 chữ Bờ Hồ Tiểu Kính. Bên phải có thể mơ hồ là nhìn thấy được một mảng nước mênh mông. Nếu mà cách khác thì 10 pho tượng đứng dựa vào ao hồ phía sau. Đường Nhã nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo kiêu ngạo rồi nói, hồ này là vì kỷ niệm tổ tiên Thiên Thủ Đấu La đường môn của chúng ta mà xây lên, tên gọi là Hải Thần Hồ. Trong truyền thuyết, tổ tiên Đường Tam chính là người kế thừa của Hải Thần. Nội viện của học viện nằm tại một hòn đảo ở giữa hồ, toàn bộ đệ tử ngoại viện đều là xem việc có thể đến giữa hồ là vinh quang. Bối Bối nhìn sâu vào hướng giữa hồ, ánh mắt to lên vẻ kiên định. Hải Thần Hồ vô cùng là to lớn, đường mòn bao hồ từ hướng nam kéo dài đến hướng tây. Phải đi một lúc nữa, đường mòn mới bắt đầu nhỏ lại, một quảng trường rộng lớn xuất hiện trước mắt. Bên cạnh còn có một tấm bảng ghi quảng trường Sử Lai Khắc. Phía sau quảng trường là những tòa giáo học lâu to lớn,
Các giáo học lâu nay màu sắc không giống nhau, chủ yếu là trắng, vàng, đen và tím. Phía xa ở hướng bắc quảng trường giống như là còn có một tòa giáo học lâu màu xám. Bồi bối chỉ vào một giáo học lâu rồi nói: màu sắc giáo học lâu đại biểu cho các cấp khác nhau, dựa theo hồn hoàn mà phân chia. Giáo học lâu màu trắng là dành cho học viện vừa mới tín nhập, tương tự như là thập liên hồn hoàn. Năm 2 và năm 3 màu vàng, năm 4 và năm 5 là màu tím. Năm thứ 6 là màu đen, có thể bước ra từ giáo học lâu màu đen thì xem như là tốt nghiệp học viện. Giáo học lâu màu xám ở phía xa là thuộc hồn đạo hệ, từ diện tích thì hồn đạo hệ chiếm 1/3 khu vực, vũ hồn hệ chiếm 2/3. Ngoài các giáo học viện ra còn có rất nhiều học tràng, giống như là đấu hồn tràng, khu sát hạch, khu ký túc xá, khu vực của các giáo sư. Giáo học lâu màu trắng là lời chiêu mộ tân sinh, khoảng cách cũng là gần bờ hồ tiểu kính nhất. Ba người Vũ Hạo đi dọc theo sườn nam tiến vào bên trong. Vì đang ở thời điểm nhập học nên khu vực giáo học lâu dành cho tân sinh khá là nhộn nhịp. Một ít học viên cũng là vừa thông qua sát hạch đăng ký báo danh. Được Bối Bối và Đường Nhã dẫn dắt, quá trình đăng ký vô cùng là thuận lợi. Học phí là Bối Bối đóng. Một năm học phí cần đến 10 kim hồn tệ. Đã đóng rồi nhưng là nếu không thông qua sát hạch cũng là sẽ không được hoàn lại. Nhận lấy chìa khóa ký túc xá, hai bộ đồng phục cùng với một huy chương màu trắng, Vũ Hạo đi theo Đường Nhã, Bối Bối tiến đến giáo học lâu của tân sinh. Đường Nhã nói tiếp: "Tiểu Hạo, ký túc xá nằm ngay sau lưng giáo học lâu, là nơi lớn nhất của học viện. 3 ngày sau mới chính thức khai sáng, ngươi trước tiên là có thể tập làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Học phí năm đầu tiên chúng ta đóng cho ngươi, sau đó còn tùy thuộc vào bản thân của ngươi. Học viện thường là tổ chức nhiều trận đấu hoặc là nhiệm vụ, chiến thắng sẽ là nhận được phần thưởng. Ngươi lúc này đã là hồn sư, sau khi đăng ký vào học viện mỗi tháng còn có thể nhận được tiền lương từ Tam Đại Đế Quốc. Nếu chỉ để dùng cơm chắc là cũng đủ." Vũ Hạo ghi nhớ lời nói của Đường Nhã, đang chuẩn bị cáo biệt hai người. Bồi Bối liếc qua nhìn thấy một phần thông báo liền thoáng nhíu mày. Vũ Hạo không cần tiến đến, vận chuyển hồn lực, năng lượng cường đại của Linh Mâu lập tức là phát huy, nhìn rõ thông báo. Mẫu thân đã từng dạy hắn lúc nhỏ, tuy chưa học chính thức nhưng mà trình độ văn hóa của Vũ Hạo cũng là không kém. Trên thông báo có ghi: chủ nhiệm tân sinh nhất ban, chủ y chủ nhiệm tân sinh nhị ban. Chủ y mình hình như là cũng là lớp tân sinh nhất ban, bởi vì Vũ Hạo báo danh sớm nên đã được xếp vào lớp tân sinh nhất ban. Đường Nhã cũng đã phát hiện ra ánh mắt của Bối Bối, nhìn lại cũng kinh hồ. Á, sao lại là lão sư biến thái chú ý này? Người này không phải là chủ nhiệm năm 3 hay sao? Tại sao lại là xuống ban tân sinh bên này? Bối Bối cười khổ rồi nói: nghe nói bảo vì chú lão sư quá nghiêm khắc, nên số học viện vừa rồi có thể lên đến năm thứ 4 chỉ là có 1/10. Các học viên lại hợp sức báo lên trên viện trưởng, nên chú lão sư mới tạm thời bị rời ban. Tiểu sư đệ, ngươi lên cẩn thận một ít. Tuy học viên quái vật tại ngoại viện không nhiều, nhưng mà lão sư quái vật lại là không thiếu. Chú lão sư này chính là một trong số đó. Nghe Bối Bối nói về vị sư phụ sắp dạy mình, Vũ Hạo hoàn toàn là chấn động. Đại sư huynh, học viện mặc kệ cách làm của vị lão sư này sao? Bối Bối thấp giọng rồi nói: chú ý, lão sư tuy rằng nghiêm khắc nhưng là một lão sư giỏi. Những người từng theo học người, không ai nói vị lão sư này dạy không tốt. Chỉ là chú lão sư là yêu cầu rất là cao, lại còn là cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng mà miễn có thể trụ lại, ai cũng là đều nổi bật. Hơn nữa là còn không ít người đạt được tư cách tiến vào nội viện. Lần này lão sư gây lớn chuyện quá nên mới bị hạ lớp thế này, mà thôi cũng là không sao, đây chưa hẳn là chuyện xấu, miễn đệ có cố gắng thì sẽ là qua được thôi. Vũ Hạo thở dài rồi nói: thì ra là thế. Tiểu Nhã lão sư, đại sư huynh, mọi người đi trước đi, bây giờ ta về ký túc xá. Bối Bối mỉm cười rồi nói: được rồi, ta và Tiểu Nhã lão sư cũng phải đi kiểm tra thăng cấp, nếu mọi chuyện thuận lợi chúng ta sẽ là học viên năm 4. Ta ở phòng 316 trong ký túc xá, có việc gì thì cứ vào đó tìm ta. Bối Bối và Đường Nhã thật sự là còn rất nhiều việc phải làm nên lúc này khá vội. Đường Nhã lóng lòng đạt được hồn hoàn thứ 3 cũng là vì kiểm tra lên cấp này. Sau khi lên lớp còn phải xử lý nhiều việc nữa. Vũ Hạo có gan một mình vào tình đối lại xâm lâm, lại còn có khả năng tự mình liệt sát hồn thú, bọn họ cũng là không cần quá lo lắng. Giáo học viên của học viên năm nhất là màu trắng, năm 2 và năm 3 là màu tím. Vũ Hạo đi qua 3 tòa nhà liền thấy được ký túc xá. Ký túc xá chiếm một diện tích cực là lớn. Mặc dù là một tòa nhà thống nhất nhưng bên ngoài lại là được sơn đến 4 màu, vàng, trắng, đen, tím. Rõ ràng đây là tượng trưng cho 4 khu vực của các cấp lớp khác nhau. Tòa nhà này tổng cộng là có đến 6 tầng. Vũ Hạo đi đến cổng ký túc xá màu trắng. Phía trong còn có một lão nhân đang ngồi, lão nhân này mặc trang phục màu xám, mặt đầy vết nhăn, đôi mắt lờ mờ, mí mắt sụp xuống, bộ dạng gần đất xa trời. Lão đang ngồi tựa vào ghế trông rất là thoải mái, ánh mặt trời từ bên ngoài vừa vặn chiếu lên người của lão. Vũ Hạo từ từ tiến vào, cung kính rồi nói: đệ tử xin ra mắt lão già già, đệ tử là tân sinh năm nay, lần đầu đến ký túc xá. Ngài có cần kiểm tra huy chương tân sinh của ta hay không? Lão nhân kia cũng không ngẩng đầu lên, tay phải run rẩy giơ lên thiểu thảo rồi nói: huy chương và chìa khóa ký túc xá đâu, đưa cho ta xem. Vũ Hạo vội vàng lấy ra, lão già cầm xem một lát rồi trả lại cho hắn. Đi đi, phòng 108, lầu 1, phòng thứ 3 bên trái.
Từ tầng 4 trở lên là ký túc xá của lũ sinh, không thể vào, nếu bị phát hiện là lập tức khai trừ. Cảm ơn ngài. Vũ Hào lại cúi chào lão xà một cái rồi mới quay ngồi rời đi. Lão nhân vẫn là tiếp tục giữ nguyên tư thế cũ, thì thào rồi nói: một đứa nhỏ lễ phép thật hiếm thấy. Trước khi Vũ Hạo đến cũng có vài tên tân sinh đi ngang, nhưng chẳng có ai buồn chú ý đến hai người, chỉ cứ thế mà vào. Lão cũng không ngăn cản bọn họ, chỉ làm thiêu thiêu ngủ ở bên ghế kia. Vũ Hạo dựa vào lời chỉ dẫn của lão ra cửa, rất dễ dàng tìm được phòng của chính mình. Các phòng trong ký túc xá xếp thành một dãy ngang, trên hành lang đẩy những cánh cửa, trên mỗi cánh cửa đều có một cái bảng nhỏ viết số phòng. Ở cuối mỗi dãy phòng là phòng vệ sinh. Hắn lấy chìa khóa ra mở phòng, cửa vừa hé mở, một tầng bụi khí ập thẳng vào mặt của hắn. Hắn vội vàng tránh sang một bên, rồi lín thở đi đến cửa sổ. Căn phòng này ít nhất là phải mất một tháng rồi không có ai ở, chỗ nào cũng là phủ một lớp bụi giấy. Vũ Hạo mở cửa sổ xong mới từ từ quan sát căn phòng. Phòng cũng là không to lắm, nhưng lại là vuông vức. Hai chiếc giường đã chiếm một diện tích lớn, bên cạnh là một cái bàn và hai tủ quần áo. Ở phía trên còn có một cái đèn ngủ, trên tường có mấy chỗ kiềm trúc nhô ra. Lúc này bối bối đã nói với hắn: đèn ngủ này chỉ là một kiện hồn đạo khí đơn giản, còn kiềm trúc nhô ra kia chính là chỗ để rót hồn lực vào. Sau khi thông gió được một lúc, căn phòng lại tràn ngập không khí trong lòng. Vũ Hạo nhìn một lượt khắp phòng, tuy căn phòng này không lớn nhưng trong lòng hắn đã làm có chút kích động câu nói lên nơi. Từ hôm nay, đây là chỗ hắn ở trong lầm đầu nhập học. Sắp tới hắn còn có một người bạn cùng phòng nữa, có lẽ lên lau chùi cái sọ một chút đã. Đây gọi là con nhà nghèo thường tháo vát sọ việc, tuy hắn là con của công tước nhưng từ nhỏ đã sống cuộc sống của một người bình thường. Lúc nãy trước khi vào ký túc xá, hắn có mua một cái chậu nhỏ, còn xin một cái xẻ lau cũ trong nhà kho. Bây giờ hắn đã bắt tay vào dọn dẹp rồi, thoáng cái đã lửa canh giờ. Trước cặp mắt linh mâu của hắn, căn phòng đã hoàn toàn là sạch sẽ, một hạt bụi cũng là không còn. Tuy căn phòng vẫn vậy nhưng không khí tươi mát hơn nhiều. Vũ Hạo không định mua chăn đệm gì cả, hắn suốt ngày tu luyện thôi, tấm ván lót giường là đã thỏa mãn rồi. Lúc này bụng hắn sôi lên một tiếng, hắn liền ra ngoài hỏi thăm nhà ăn ở đâu. Mỗi cấp lớp đều có một nhà ăn riêng nằm ngay sau lưng của ký túc xá. Vũ Hạo vừa trông thấy nhà ăn liền lắp bắp kinh hãi. Giờ này nhà ăn không có nhiều người, cá là trống trải. Ở phía trong không có bàn ghế gì, chỉ có một lơ sửa tay, một dãy cửa chắn. Phía trên có treo bảng giá, giá tăng dần từ phải sang trái. Nhà ăn mà không có nổi một cái bàn ghế ngồi hay sao? Trước cửa vào, nhà ăn còn có viết một dòng, không được mang thức ăn vào nhà ăn. Tuy thế, hắn cũng chỉ làm kinh ngạc một chút, rồi tiến tới cửa chắn có treo bảng giá thấp nhất mua một đĩa cơm. Tuy là món ăn rẻ nhất nhưng khi hắn ăn vào lại là cảm thấy rất là ngon, có ăn đã là tốt lắm rồi, hắn cũng không đòi hỏi gì nhiều. Hơn nữa thì giá cả cũng rất là rẻ, mỗi 2 đồng tiền thôi, một tháng hắn có thể lĩnh một kim hồn tệ. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến NTG Channel và các bạn muốn nghe chuyện từ đầu để hiểu cốt truyện, các bạn có thể kích vào kênh của mình và kéo xuống danh sách phát chuyện chữ đấu la đại lục để nghe chuyện từ đầu. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cuối cùng thì mình, NTG, xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!